Hello các bạn, mình tên là Bunny. Và cái video của ngày hôm nay thì Bunny sẽ dạy cho các bạn cách làm make up giống Phạm Băng Băng trong vai Võ Tắc Thiên trong một bộ phim Trung Quốc, và nó được mang tên là Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ. Và từ khi mà cái bộ phim này nó mới ra cho đến bây giờ luôn á, thì Bunny có khá là rất là nhiều bạn đã vào Facebook để mà message với lại comment vào cái trang của Bunny và nói là Bunny ơi, Bunny hãy dạy một cái makeup tutorial giống Phạm Băng Băng trong cái vai Võ Tắc Thiên đi, tại vì các bạn rất là thích. Và cũng nhờ có các bạn cho nên Bunny cũng hiếu kỳ và đi tìm hiểu về cái vai Võ Tắc Thiên. Và Bunny cũng đang xem cái phim Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, và Bunny công nhận á, Bunny rất là thích cái makeup, từ trang makeup nè, từ cái trang phục của Võ Tắc Thiên mặc nhìn rất là đẹp. Và cái kiểu makeup nào của Phạm Băng Băng trong vai Võ Tắc Thiên kiểu nào cũng đẹp hết trơn á. Nhưng mà có một kiểu mà làm cho Bunny khá thích là cái kiểu mà khi mà Bunny lên Google để mà search Phạm Băng Băng trong vai Võ Tắc Thiên á, thì Google nó lại hiện ra một cái hình, là hình, cái hình đó thì cái Bunny chưa có coi đến. Và cái hình đó thì Bunny nghĩ là lúc đó Phạm Băng Băng đã thành một là hoàng hậu, hay là cái ngày mà Phạm Băng Băng đám cưới Chino hay là Chino, thì cái khúc đó thì Bunny chưa có coi đến, cho nên Bunny chỉ nghĩ như vậy thôi. Và cái lúc đó làm cho Bunny rất là thích, bởi vì nhìn cái makeup đó rất là lạ và sắc sảo, và Bunny rất là yêu những gì mà nó sắc sảo và lạ, cho nên đó là lý do tại sao Bunny chọn cái kiểu đó trong các kiểu mà Phạm Băng Băng đã làm. Và Bunny muốn nói rằng cái quá trình khi mà Bunny làm cái makeup này nó hơi khó đối với lại Bunny, là tại vì Bunny không có cái bộ trang phục giống Phạm Băng Băng, với lại Bunny không có cái đồ giác đỏ trên cái trán á. Và nếu như mà Bunny có vẽ thì cái máy Bunny nó cũng che đi, cho nên Bunny không có làm cái đó. Và nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể download cái app P-Tour về để mà có cái một cái đồ dán đỏ lên cái trán, thì các bạn có thể dùng cái app đó. Còn về trang phục á, thì Bunny chỉ dùng giống như là cái bathrobe á, nghĩa là cái đồ mà các bạn choàng lúc mà các bạn tắm xong á, mà cái đó là Bunny mua ở Nha Trang á. Và Bunny chỉ nói chung là tự chế cái trang phục của Bunny thôi, bởi vì nếu mà mua cái bộ trang phục giống Phạm Băng Băng á, Võ Tắc Thiên, thì nó hơi mất tiền. Và nói chung là mấy cái bộ trang phục này á là Bunny tự chế để mà quay thôi, cho nên Bunny xin các bạn thông cảm cho Bunny nha, đừng có ném đá Bunny nha. Nhưng mà nói chung là cái kiểu makeup này thì nó thiếu nhiều cái chi tiết lắm, nhưng mà Bunny sẽ cố gắng dùng những gì mà Bunny có tại nhà để mà pha chế thôi, nếu mà xào trẻ. Và ok, Bunny sẽ không có nói nữa và Bunny sẽ bắt đầu cái video này nha. 大家好，你们，我的名字是兔子。 今天我会教你们怎么看到想放冰冰。还好，第一件事第一。 OK, nó giận thôi, Bunny sẽ không nói tiếng tàu nữa đâu. Và ok, trước tiên hết ấy, thì Bunny sẽ dùng kem lót mặt để mà lót lên khuôn mặt của Bunny trước. Và cái hiệu của Bunny xài là của hiệu Make Up Forever. Và Bunny biết là có nhiều bạn hay kêu Bunny nên làm make up từ đầu đến đuôi luôn, nghĩa là dạy cho các bạn cách mà đánh kem lót, foundation cho đến eye makeup luôn. Và lý do mà Bunny không có làm là tại vì làm tới làm đuôi Bunny cũng xài mấy cái hiệu đó thôi. Và nếu mà các bạn theo dõi Bunny từ trước đây luôn á, thì Bunny có dạy các bạn từ đầu đến đuôi á, và cái hiệu mà Bunny xài thì nó chỉ như vậy thôi, cho nên đó là lý do tại sao Bunny không có quay khúc mà Bunny đánh từ đầu đến đuôi nữa. Và cũng lâu lâu khi mà Bunny hứng á, thì Bunny mới quay lại cái khúc từ đầu đến đuôi thôi, và bởi vì nhiều bạn request quá cho nên Bunny sẽ chịu. Nhưng mà nói chung là lâu lâu nếu mà Bunny hứng thì Bunny sẽ làm như vậy. Yeah. Ok, và cái bước thứ hai thì Bunny sẽ dùng BB cream của hiệu Misha, và nó được mang tên là Signature BB cream. Và bởi vì trong cái phim thì ai cũng có làn da trắng và đẹp và rạng ngời hết, cho nên Bunny cũng phải dùng BB cream mà có độ SPF cao để mà đánh lên khuôn mặt của Bunny, cho khuôn mặt của Bunny nó trắng và rạng ngời giống như mấy người trong phim vậy luôn. Và nếu mà các bạn muốn kiếm kem nền á mà nó làm cho da của các bạn trắng, thì Bunny recommend các bạn xài BB cream, bởi vì BB cream nó có cái chất á làm cho da của các bạn nó sáng và rạng ngời ra hơn nếu mà các bạn so sánh BB cream với lại foundation. Và sau đó Bunny sẽ dùng cái cây cọ chổi để mà tán cái BB cream ra. Ok,
Ok, và cái bước thứ ba thì Bunny sẽ dùng kem che khuyết điểm để mà che khuyết điểm lên mặt của Bunny. Và cái bước thứ tư thì Bunny sẽ dùng bột phấn để mà phủ một lớp nhẹ lên khuôn mặt của Bunny. Và cái loại phấn mà Bunny xài là của hiệu L'Oreal. Và Bunny rất là thích cái bộ phấn của hiệu này, bởi vì ở trong cái bột đó nó có cái nhũ, nó có cái một lớp kim tuyến. Và khi mà Bunny đánh cái lớp đó lên mặt á, thì nó sẽ làm cho khuôn mặt của Bunny nó rạng ngời và óng ánh ra hơn. Ok, tiếp theo thì Bunny sẽ dùng bút kẻ lông mày màu nâu á để mà kẻ lên cái lông mày của Bunny. Và Bunny sẽ kẻ nó theo cái kiểu lông mày ngang giống Phạm Băng Băng trong cái bài Võ Tắc Thiên. Và ngày hôm nay Bunny đã xài contact lens mới rồi. Và cái hiệu contact lens này của Bunny xài là của hiệu MaxiColor. Và nó được mang tên là, cái màu của nó là Choco B8412. Và nó là contact lens dạng tròng màu nâu. Và tiếp theo thì Bunny sẽ dùng kem highlight dạng nước để mà highlight lên khuôn mặt của Bunny, cho cái khuôn mặt nó sáng ra và có nhiều điểm nhấn hơn. Và tiếp theo thì Bunny sẽ dùng kem lock mắt để mà lock lên khuôn mắt của Bunny. Và các bạn luôn luôn phải nhớ một điều rằng khi mà các bạn đánh màu mắt, trước khi đánh thì các bạn phải dùng kem lock mắt. Bởi vì nếu mà các bạn không có lock mắt á, thì cái eyeshadow trên cái con mắt của các bạn nó sẽ bị lem. Và nếu mà các bạn không có kem lock mắt thì các bạn có thể thế nó bằng cách dùng kem che khuyết điểm hoặc là foundation lên cái con mắt của các bạn. Và foundation là kem nền nha các bạn. Và cái màu đầu tiên mà Bunny sẽ dùng sẽ là của hiệu Too Faced Natural Eye Palette. Và Bunny sẽ dùng cái màu Nudie với cái cây cọ eyeshadow bự. Bunny sẽ đánh nó ở trên cái mí mắt của Bunny. Và Bunny sẽ tạo ra một cái hình giống như là nửa cái vòng tròn á, ở trên cái mí mắt của Bunny. Và Bunny sẽ từ từ tán nó ra cho nó đều và đẹp hơn. Và khi mà Bunny tán nó bên trong á, thì Bunny sẽ làm cho nó tròn tròn. Đến khi mà Bunny tán nó ra bên ngoài á, thì Bunny sẽ làm cho nó hơi nhọn một tí xíu. Và các bạn cứ tưởng tượng rằng nó là một cái kiểu cat eye á, mà các bạn không phải là kẻ eyeliner mà dùng eyeshadow để mà kẻ lên trên cái mí mắt. Sau đó Bunny sẽ dùng cái màu Cashmere Bunny để mà tán lên trên cái màu Nudie. Tiếp theo Bunny sẽ dùng cái màu Heaven. Và Bunny sẽ dùng cái màu đó để mà đánh bên trong cái mí mắt của Bunny và ở dưới cái trán xương để mà highlight. Bây giờ thì Bunny sẽ dùng cái màu Revolt. Màu đó là màu xám có nhũ của hiệu Urban Decay Electric Palette. Và Bunny sẽ đánh nó lên trên cái trán xương. Và lý do mà Bunny đánh nó lên cái trán xương lại của Bunny là tại vì Bunny muốn cái trán xương của Bunny có thêm nhũ. Ok, tiếp theo thì Bunny sẽ dùng bột kẻ eyeliner dạng gel. Và nó là màu đen. Và với cái cây cọ vẽ eyeliner, Bunny sẽ kẻ eyeliner lên cái con mắt của Bunny. Và lần này Bunny sẽ kẻ cho nó thiệt là dài. Và cái đuôi thì nó sẽ hơi quắc và nhọn lên. Sau đó Bunny sẽ dùng bút kẻ eyeliner dạng nước cũng của hiệu Urban Decay luôn. Và nó là màu đen để mà đồ lên cái gel eyeliner hồi nãy. Và lý do mà Bunny làm như vậy á, để mà phòng hờ cho cái eyeliner nó không có bị lem. Và đây cũng là một cái mẹo luôn. Ok,
tiếp theo thì Bunny sẽ lấy một cái cây cỏ xéo mới và sạch đó, và Bunny sẽ đổ một chút nước vô cái ly, và Bunny sẽ dùng cái cỏ xéo đó để mà chấm vào cái ly nước. Sau đó Bunny sẽ dùng cái màu hồng neon được mang tên là Savage. Và lý do mà Bunny làm như vậy là để cho cái màu hồng neon nó đậm hơn, và khi mà Bunny kẻ nó lên á, nó sẽ giống cái eyeliner hơn là cái eyeshadow. Và Bunny sẽ dùng cái màu hồng neon để mà kẻ nó lên trên cái màu eyeliner của Bunny. Và nếu mà các bạn nhìn trong cái tấm hình ấy, thì cái màu hồng của Phạm Băng Băng nó ngã qua cái màu đỏ hơn là màu hồng. Và Bunny thì không có màu đỏ, cho nên Bunny mới dùng cái màu này. Nếu mà các bạn có màu đỏ thì sẽ tốt hơn. Và bây giờ thì Bunny sẽ dùng một cái cây cọ xéo khác nữa, và Bunny sẽ dùng lại hai cái màu nudie với lại cái màu cashmere bunny của cái hiệu Too Faced Natural Eye Palette, và Bunny sẽ đánh nó ở dưới cái viền mắt của Bunny. Xong rồi Bunny sẽ dùng cái màu Sexpresso để mà đánh nó bên trong cái viền mắt của Bunny. Và cái bước tiếp theo là optional. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể chuốt mascara ở trên và ở dưới cái lông mi của các bạn. Nhưng bởi vì Bunny muốn cái look này nhìn cho nó hơi kích thích hơn tí xíu nữa, cho nên Bunny sẽ gắn lông mi giả ở trên và ở dưới. Ở trên thì Bunny sẽ dùng lông mi cước số 14, còn ở dưới thì Bunny sẽ dùng lông mi cước số 1 để mà gắn ở dưới cái lông mi của Bunny. Và có một số bạn hay hỏi Bunny là nếu mà nối mi thì làm sao gắn lông mi giả được, có đau không? Thì đây là một ví dụ rất tốt cho các bạn xem. Và cái câu trả lời của Bunny là không đau, và nó cũng rất là bình thường. Và theo như mà Bunny thấy á, là khi mà Bunny gắn lông mi giả ở dưới, nó sẽ làm cho con mắt của Bunny nhìn bự ra hơn nữa. Và theo như mà Bunny thấy á, thì trong cái tấm hình á, Phạm Băng Băng ít xài má hồng lắm, cho nên Bunny sẽ dùng cái loại má hồng mà màu nude á, màu da người, để mà đánh một ít lên trên cái má của Bunny thôi, giống như Phạm Băng Băng vậy đó. Vui quá các bạn ơi, chúng ta đã đến cái bước cuối cùng rồi. Và cái bước cuối cùng thì Bunny sẽ dùng hai cái loại son, đó là của hiệu MAC. Son đầu tiên là son lì, và nó là màu đỏ được mang tên là Russian Red. Và cái màu son thứ hai mà Bunny sẽ xài sẽ là son bóng, và nó cũng là Russian Red luôn. Và Bunny sẽ dùng cái son lì trước để mà đánh lên cái môi của Bunny. Sau đó Bunny sẽ dùng cái cây cọ đánh cho môi ấy, để mà đánh cái màu đó ra cho nó đẹp hơn. Và bởi vì cái màu này á, nó hơi tối một tí xíu so với lại cái màu trong cái bức hình của Phạm Băng Băng, cho nên Bunny sẽ dùng cái màu lip gloss, nghĩa là cái cây son bóng á, để mà đánh lên cho nó sáng hơn. Và nếu như mà các bạn thích thì các bạn có thể vẽ cái dấu đỏ đỏ lên cái trán. Nhưng bởi vì Bunny không có đồ để mà vẽ, và nếu mà dùng son bóng thì nó sẽ dơ lắm, với lại Bunny có máy nữa. Nếu mà Bunny vẽ thì cái máy nó cũng che rồi, cho nên Bunny lựa không có vẽ. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể vẽ. Và nếu mà Bunny đoán không lầm là trong phim là cái đồ đó là cái đồ dán, người ta dùng dán mà có loại mà giả xăm để nước lên là nó sẽ dính lên trên cái da của mình. Yeah. Và nếu mà các bạn muốn makeup của các bạn giữ lâu hơn á, thì các bạn nên dùng cái chai xịt Mist and Fix để mà xịt lên khuôn mặt của các bạn, cho cái makeup nó được giữ lâu hơn trong ngày. Sư phòng binh binh xoáng rộng, linh gần chào trần sáng y vong trần. Wo, xí vọng nì mên hui xí hoan chơ gà xí bình. 谢谢你做主你的时间, 来观看我的视频一点点。 哦, 如果你喜欢这个视频, 请务必点击, 分享和订阅按钮, 谢谢我, 这个哇, 耶耶耶, 对不起, 如果我的中国并不好, 哦, 我真的不明白, 像是一边我说的东西, 事实上, 我是用Google, 翻译我说的东西, 我希望这是纯粹的，否则我会说废话。上个视频，再次感谢您收看我的视频，和再见看到你们，下午的下一个视频，拜拜，拜，谢谢。